triệu hồi những chiến thần đu trend sớm nhất TikTok. Hồng ấy, bạn có nhớ mình đã chơi TikTok từ năm bao nhiêu không nhỉ? À hi hi, ngày hôm nay chị Kính sẽ cùng các bạn khám phá xem TikTok 2020 của những ngày dịch có gì nhé. Let's go. Câu 1, đây là một bài hát nổi tiếng vào năm 2020 đấy. Là Lừa Tình. Úi giời, chắc là các bạn chưa được nghe qua lần nào đâu, vì trên này từ năm 2020 cơ mà. Câu 2, tiếp theo là một bài hát cũng hot hit không kém nha. Bạn đoán xem đó là bài hát gì nào? Không phải, có ai nhớ bài hát này không nhỉ? Chắc là không nhớ đâu. Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn, thay vì muốn ở gần nhau hơn, không đâu chẳng mãi lại quay về nơi mà những lần đau kia bắt đầu. Về đây anh cố nếm thử đàn, buồn thì cũng biết hết thời gian, ngồi nhầm nhầm ký ức quá tan, thôi tình yêu là thứ vô tàn. Câu 3, thế còn đây là bài hát gì? Cô gái vàng, chắc là bạn không nhớ tên, nhưng mà để chị Kính cho bạn nghe lại cái bài hát này là bạn nhớ liền ha. Ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty, mỗi cô con gái nên ông chiều nhiều hơn ai, chỉ cần em nói thích gì mai là có không nghĩ gì. Có tên là gì nha? Để anh vì luôn gọi em là em đó. Số bao nhiêu mấy tên anh đang làm chung gì? Tình yêu chưa chết cứ sống cho em đã khi. Tình yêu lại mưa, rồi em tự dưng lại mưa. Hoặc đưa làm thành hoa xưa. Để anh chỉ biết gọi em là em đó. Số bao nhiêu mấy tên anh đang làm chưa làm gì? Tình yêu chẳng muốn anh có hạnh phúc để đi. Như là sự cần thơ, anh như là sự cần love you. Vẫn luôn gọi tên của em là em bé. À hi hi, có bạn nào còn nhớ bài hát em bé không nè? Để anh vì luôn gọi em là em đó. Chứ đâu, điểm dành những bạn đã trả lời sai hoặc là không có đáp án bằng cách like video nhé. Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì, cho đến khi ta nhận ra tình yêu giống một trò đùa dại khờ, hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Tính mua gái đang kịp những cơn mưa đang rơi, lòng cũng như trời vơi, còn nhớ em không rời. Ai vừa đưa ra cái đáp án là ngây thơ vậy? Xuất sắc luôn bố ơi. Bài hát 3 năm rồi mà bạn vẫn nhớ thì đúng là amazing. Câu 7, bài hát này là ai sáng tác nhỉ? Cho nhận lấy đưa anh lạc vào đây, để anh viết những câu ca và giúp nói thêm đường. Trời, bài hát Em Băng Qua của anh Lập Nguyên nè mấy bà ơi. Tôi là tôi mê nhạc của Lập Nguyên lắm á. Bạn thích bài Em Băng Qua hơn hay là Bốn Mùa Thương Em hơn nhỉ? Để anh viết nên câu ca và dốc nói thêm đường. Nhàng cơn gió đông đưa ghé mắt chim vào em. Câu 8, bài hát gì đây ta? Em là em có em nói rất hờ, dòng 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 trái tim.
còn nhớ được cái bài gì nữa. Bài hát hot hit Tình Yêu Cửu Long mà ai cũng phải nghe qua ít nhất 10 lần đây mà. Hên em là em có em nói ra những lời đau đớn trong trái tim em. Không ta. Đáp án là Đường Quyền Tình Yêu. Chị Kính ra gợi ý như thế này có khó không nhỉ? Nếu khó thì các bạn nhớ comment để chị Kính biết và làm câu hỏi dễ hơn nha. Em chờ là chờ nhau nhé, cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó nay em chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay em khẽ hôn bờ môi mềm, lòng lòng này sao xuyên nhớ thương. Câu 10, trên gì đây nhỉ? Đi vào, dọc sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước chân đang linh hai. Bước đi trong đất lớp thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất lớp thì just on the mic now. Chúc mừng những bạn đã có đáp án là Dân Chơi Xóm nha. Nhạc này quá đã nên là nếu bạn trả lời sai thì phải like video đấy. Lẹ tay để còn qua câu tiếp theo nào. Ca vàng trong xóm đi vào, dắt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước kè 52. Bước đi trong lực lớp thì ai cũng biết anh là ai. Cả 1m52. Câu 11, nhìn hình này bạn nghĩ ngay đến trên nào. Wow, nhiều bạn trả lời đúng vậy ta. Đáp án là 2 phút hơn của Pháo. Có ai đến giờ vẫn mê cái bài này không nào? Câu 12, Thảo Ly đang đu trên nào đấy? Nhạc 1. Câu 15, bài hát này có tên là gì?
ngọt ngọt ngào hương thơm. Mà câu này comment đáp án đúng quá trời là kẹo bông gòn nè. Tặng 10 điểm nhà mấy ông bà già. Giờ thì tới liền với câu 16 thôi. Video sớm nha. Máy yêu à.